Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Ba đã ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama, mà lẽ ra sẽ bảo vệ khoảng 5 triệu người nhập cư không có giấy tờ khỏi bị trục xuất. Sắc lệnh hành pháp lẽ ra có hiệu lực vào ngày thứ Tư. Tổng thống Obama cho biết ông dự định sẽ kháng nghị quyết định này. Tòa Bạch Ốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh về ngăn chặn bạo lực cực đoan hôm thứ Ba tại thủ đô Washington, quy tụ các nhà lãnh đạo tinh thần, cảnh sát và đại diện của hơn 60 nước. Vào lúc bắt đầu hội nghị thượng đỉnh 3 ngày, các quan chức chính quyền Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhập cư. Công tác chuẩn bị cho lễ trao giải Oscar đang được xúc tiến và lễ trao giải sẽ diễn ra vào Chủ nhật. Địa điểm trao giải Oscar lần thứ 87 sẽ là nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.